Chào tất cả mọi người. Và ngày hôm nay thì tôi muốn chia sẻ với mọi người một cái chủ đề rất là quan trọng trong việc mua bán, giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà. Đấy. Thì đây là một cái chủ đề mà tôi cho rằng là một trong những kỹ năng mọi người cần có trước khi mình mua bán đất và nhà. Đó là cái kỹ năng xác định vị trí chính xác của thửa đất và căn nhà mình đang chuẩn bị mua, chuẩn bị chuyển nhượng. Đấy, thì thời gian vừa qua đấy, ở tại văn phòng luật sư của tôi là có rất nhiều vụ án có liên quan tới cái việc là có như ranh giới không chính xác, cho nên cái việc mà xây dựng nhà cửa đúng không ạ, bị lấn ranh đó và sau đó tranh chấp, phát sinh tranh chấp đúng không ạ. Và có những trường hợp là người mua và người bán sau khi thực hiện cái hợp đồng coi như là ký hợp đồng chuyển nhượng sang tên xong đúng không ạ, người mua cầm cái giấy chứng nhận của mình về cất trong tủ và một thời gian sau ra coi như là tới cái thửa đất mà cái người chủ trước đúng không ạ, người ta chỉ để coi như là chuẩn bị để xây dựng nhà, thì tới cái thửa đất đó thì lại được một cái người cho rằng đây là đất của người ta và không phải là của mình, đúng không ạ? Lúc đó tá hỏa ra. Như vậy là cái người bán là bán một cái, nghĩa là bán cái sổ đỏ trên thực tế là một nơi đúng không ạ, mà lại đi chỉ đất thực tế lại một nơi. Như vậy á là rất là thiệt thòi đúng không ạ? Đấy, nếu chúng ta không xác định được chính xác vị trí thửa đất thì chúng ta sẽ bị nhầm về giá cả hoặc là coi như là có thể phát sinh tranh chấp và mình không biết đất của mình ở đâu đúng không ạ. Thì qua những cái phần như vậy thì tôi cũng muốn là chia sẻ với mọi người để mọi người biết được rằng nếu chúng ta đúng không ạ, không nắm bắt được vị trí chính xác của cái thửa đất khi chúng ta mua đó thì rất là nguy hiểm đúng không ạ. Đấy, cho nên là tôi sẽ ở bằng những cái kinh nghiệm của mình đúng không ạ, tôi sẽ chia sẻ cho mọi người đó một số những cái kỹ năng mà mình xác định được vị trí chính xác của cái thửa đất để mà mình đảm bảo cái an toàn cho mình khi giao dịch đúng không ạ. Rồi thì tôi sẽ tóm lược thành năm nha, nhớ mọi người nhớ năm cái phương pháp đấy. Thì phương pháp thứ nhất đó là chúng ta có thể là hỏi những người xung quanh đúng không ạ. Khi người bán nhà hoặc đất cho chúng ta thì chúng ta có thể coi như là hỏi những người xung quanh xem thử cái đất này có phải là của cái ông A, ông B đó hay không, đúng không ạ? Đó, tại vì thường thường á là chủ đất người ta mua thì những cái người xung quanh thường là có biết được rằng là chủ đất đó là có chính xác hay không, đúng không ạ? Chúng ta có thể hỏi những người xung quanh, đó là một trong những kỹ năng bình thường, đúng không ạ? Đấy, chúng ta có thể bỏ một chút thời gian để chúng ta hỏi những người xung quanh xem thử đất này có phải là của ông A, ông B, ông C mà mình đang mua, hoặc là mình có thể là đưa cái sổ ra xem thử cái thửa đất này nó có phải là nằm ở đây hay không, đúng không ạ? Đó là cách thứ nhất nhá. Cách thứ hai, chúng ta có thể yêu cầu người bán đất và nhà cho chúng ta, đúng không ạ, đến ở cái thửa đất và nhà, mình có thể đo đạc thực tế, mình có thể lấy thước dây đúng không ạ, đo đạc và căn cứ cái diện tích ở trên cái sổ đất đúng không ạ, cái giấy chứng nhận đấy, ví dụ như chiều ngang 5 mét đúng không ạ, chúng ta có thể đo coi như mép bên này qua mép bên kia xác định là 5 mét đúng không ạ, và chiều dài có thể là 20 thì chúng ta có thể kéo ra đó để chúng ta đo đạc thực tế đó, nếu mà nó chuẩn với trong cái sổ thì có thể đúng không ạ, cũng là chính xác đấy. Thì như vậy là chúng ta phải yêu cầu là cái người đó đến đo đạc và xác định đó là đất của mình, cam kết thấy không, bằng một cái văn bản là tại cái địa điểm này mốc này bên này giáp với ai đúng không ạ, bên phải giáp với ai, bên trái giáp với ai, đằng sau giáp với ai, đằng trước giáp đường hay là giáp với ai đúng không ạ, để xác định là coi như người bán đất phải cam kết vào đó. Nếu sau này mà ông mà coi như là không chính xác thì ông là có thể có cái hành vi lừa đảo đó tôi đúng không ạ, thì mình có thể báo công an. Rồi cách thứ hai nữa thì chúng ta có thể nhờ coi như là cán bộ địa chính phường đúng không ạ, đó phường xã đấy, để người ta là cái người quản lý đất đai ở đó, người ta biết được là cái thửa đất đó nằm ở vị trí đó chính xác hay không đúng không ạ. Rồi đó là nhờ bên chỗ coi như là cán bộ địa chính phường xã
Và cách thứ tư là chúng ta có thể là ký hợp đồng với chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai ở phường, ở quận, thị xã, huyện, đúng không ạ? Đấy là nơi người ta sẽ coi như xuống để cắm cột mốc và xác định ranh giới thửa đất cho chúng ta, và chúng ta ở đó phải phải ký hợp đồng đấy mọi người. Đấy, chúng ta phải ký hợp đồng nhờ họ xuống để coi như là đo đạc để cắm mốc ranh giới của cái thửa đất mà chúng ta đang chuẩn bị chuyển nhượng mua bán, đúng không ạ? Đấy. Và cách thứ năm là có những trường hợp chúng ta mua, đúng không ạ, nhà hoặc đất là ở trên cái khu gọi là khu dự án đấy của một cái chủ đầu tư nào đó, của một công ty là chủ đầu tư nào đó, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể tới cái công ty mà công ty đó là chủ đầu tư của cái dự án đó, là nhờ bên đội kỹ thuật, đúng không ạ, đó xuống để xác định cái ranh giới mà cái thửa đất của chúng ta là đang mua bán với cái chủ đất mà đang mua bán với chúng ta, đúng không ạ? Đấy, thì đó là tôi tóm lược lại, thấy không, những kỹ năng mà chúng ta có thể xác định được vị trí chính xác của cái thửa đất hoặc căn nhà mình chuẩn bị mua, đúng không ạ? Đấy, thì qua những cái ý kiến chia sẻ của chúng tôi như vậy, mà nếu có ai còn có những cái coi như là ý kiến gì có thể bổ sung thêm thì có thể là comment ở phần dưới của video, đúng không ạ? Hoặc là có những cái câu hỏi nào muốn coi như là hỏi thì cũng để lại cái phần ý kiến ở dưới nhá. Và nếu mọi người thấy được là cái nội dung của cái video này coi như là có là hay, có cái kiến thức có thể lan tỏa, thì mọi người có thể đăng ký kênh hoặc là share cho mọi người để coi như mọi người cùng đảm bảo cái an toàn, thấy không, cho mình khi giao dịch mua bán quyền sử dụng đất và quyền sử dụng nhà. Thì tới đây là tôi cũng xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi video của chúng tôi. Xin chào.